bác, hôm nay Khắc Thanh sẽ giới thiệu các bác cái vang FBX100, vang chống hú, mang hiệu DBX. Nhưng đặc biệt hơn là cái vang này đã được ghép thêm mạch công suất 300W và cấy thêm nguồn cho mạch công suất. Cho nên là chỉ cần một cái vang này là có thể hát hò y như một cái âm ly. Nhưng mà do vang rời nên là âm thanh nó sẽ hát nó sẽ hay hơn âm ly. Trong mức giá rất là rẻ, cái vang này nếu chưa độ chế mạch công suất thì bán với giá rẻ nhất Việt Nam là 1.400.000. Còn chế thêm mạch công suất 300W và cấy thêm nguồn là 1.750.000. Như vậy thêm có 350.000 thôi. Khi các bác mua linh kiện về chế vào thì nó còn hơn cả 350.000. Đây em ghép thêm, em tính thêm có 350.000. Cái này ghép thêm mạch công suất 300W. Đang ghép với cặp loa 30. Tuy nhiên thì 30 thì nó không thể căng hết được cặp loa 30. Các bác về bác ghép NOI 20, 25 là ok. 30 thì cũng được nhưng không căng hết, nghe vẫn hay. Đây, đây là kết nối ra loa. Các bác đấu luôn loa vào đây. Nên là khách đặt rồi nên là các bác muốn mua cái loại này thì phải điện cho bên em để nắp thêm mạch công suất vào. Alo, alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Quý khách có mua nhu cầu mua hàng xin hệ số máy 0964 867 866 hoặc nhắn tin Zalo số này luôn, hoặc truy cập fanpage Facebook Omni 12V có để ở phần mô tả của video. Để theo dõi những video mới nhất một cách thuận tiện thì các bác nhớ đăng ký kênh Khắc Thanh 866 ở góc này và bấm vào hình quả chuông. Rồi, xin cảm ơn các bác. Các bác mua hàng thì sẽ được Khắc Thanh Store tặng ngay hai cái dây kết nối này, chỉ giá 100.000. Đấy, mua bên em giá vừa rẻ lại vừa được khuyến mại, dây rất là xịn, chỉ giá 100.000, tính rẻ có 100.000. Rồi, mọi chi tiết xin hệ số máy 0964 867 866. Xin cảm ơn các bác.